Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Trương Đoàn Quốc Dũng, 41 tuổi và Trương Cô Bình, 65 tuổi, cùng trú tại ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, với chức vụ cao trong công ty bất động sản Phương Trang, năm 2011, bị cáo Dũng được công ty bán ưu đãi cho lô đất A5 hơn 890m², có địa chỉ tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với giá hơn 21 tỷ đồng. Bị cáo Dũng để bố đẻ là Trương Công Bình đứng tên người nhận, chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất nói trên. Dù chưa thanh toán tiền mua lô đất A5 cho công ty Phương Trang, nhưng Dũng và Bình đã lợi dụng thiếu xác nhận thu số tiền hơn 21 tỷ đồng do công ty Phương Trang cấp để hoàn thành các thủ tục vay vốn ngân hàng và luôn khẳng định đã hoàn tất việc thanh toán cho công ty Phương Trang để làm chủ sở hữu lô đất A5. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Trương Đoàn Quốc Dũng 14 năm tù và Trương Công Bình 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.